Chào bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên anh bác một số mã hàng mà em đang phân phối nhé, quay trực tiếp báo giá này. Bác đã có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại em đang để trực tiếp trên hình đây, gọi điện theo hai số đây để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng nhé. Hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc nhé, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Rồi em sẽ đi vào những sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Một cái nho nhỏ, khi mà các bác mua hàng bên em thì các bác đã gọi điện chốt đơn rồi thì không nhắn tin lại nhé, và các bác đã nhắn tin chốt đơn rồi thì không gọi điện lại, tránh tình trạng là shop lên trùng đơn. Và nhớ cho em là xem kỹ video, xem kỹ về sản phẩm, kích thước số đo 3 vòng rồi là giá cả, xem kỹ về sản phẩm đi, sau có là các bác chốt đơn nó dễ. Và thứ hai là các bác đến nơi các bác nhận hàng, kiểm tra đúng cái hàng các bác thanh toán nó nhá. Rồi sản phẩm đầu tiên em cũng lên mã xả kho luôn đấy bác, đó là cái dòng ổ điện USB cũng như là cái dòng dây sạc bên em đang gửi bác này. Dây sạc ba đầu, ổ điện U3 này, đây lên mã luôn cho các bác, lên mã luôn cho em, đó là cái dây sạc ba đầu nhá, lên mã là dây sạc ba đầu. Đây nó về cái dòng dây sạc này rất ok, em bán rất là nhiều này. Đây nó sản xuất theo cái công nghệ mới và chắc chắn chất lượng hơn nhá. Toàn bộ phần dây thì đều được bọc silicon chống gập, chống gãy, chống rối này. Đấy, con này thì dùng các bác yên tâm là quá là bền bỉ rồi. Và nó là sẽ là dòng sạc 3 đầu nhá, 3 cổng, một cổng iPhone Lightning này, một cái cổng micro USB này, chân Samsung đời cũ này, và một cái cổng Type-C, đó là chân Samsung đời mới này. Tức là cái dây này các bác có thể là sạc cho các loại điện thoại từ iPhone này, Samsung này, Oppo này, Vivo này, LG này, các kiểu các loại luôn nhá. Và cái cổng vào của nó sẽ là cái cổng DC USB 5V. Đó, là các bác có thể là cắm và các bác xài rồi. Con này thì khi mà cắm thì nó sẽ có cả đèn báo ở trên luôn nhá. Phải có cả đèn báo. Dòng này thì chống gập chống rẫy, đầu đều được bọc kim loại. Đấy, kim loại thép không gỉ nhá, cực kỳ chất lượng luôn này. Các bác nhìn cái phần cái nhánh dài nó đúc liền luôn này, coi như. Đấy, nói chung là con này thì quá ok, dùng có yên tâm, các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Dây chắc là dài khoảng tầm 1 mét thôi nhá, dây tầm mét, hơn mét, khá là dài luôn. Các bác dùng thoải mái cho em đi. Đó, dây dài lại cần chống gập chống gãy mà giá đợt này đang sale giảm giá cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dây sạc ba đầu nhá, dây sạc ba đầu. Hiện tại em đang bán cái dây sạc ba đầu này với giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá, 40.000 một dây thôi. Đấy, chỉ có 40k. Đấy, bình thường là thị trường đang bán khoảng tầm 50 đến 60.000 đấy, bên em đang bán nhanh xả kho luôn chỉ có 40.000 một dây thôi. 40.000 nhá cho một cái dây sạc ba đầu nha. Đó. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái ổ điện USB này. Cái ổ điện này là cái ổ điện của Thái nhá, ổ điện hàng của Thái rất là xịn luôn. Ổ này thì các bác về ngoài chức năng là các bác có thể cắm được điện thì các bác có thể cắm được những cái cổng USB nữa. Ở đây nó sẽ có là những cái ổ điện cắm nguồn trực tiếp 220, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ổ cắm điện 220. Có chân dẹt, chân tròn, 3 chân, 4 chân cắm hết luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có là ba cái cổng USB. Đấy, ba cái cổng USB để các bác có thể cắm sạc cho những cái thiết bị nó dùng cái nguồn là nguồn 5V, ví dụ như là sạc điện thoại hoặc là những cái thiết bị sử dụng nguồn 5V bây giờ rất là nhiều. Đấy, rồi là công tắc an toàn nhá, thiết kế cực kỳ thông minh luôn. Nó công tắc này rất hay là khi mà dùng các bác bật lên không dùng tắt đi, tránh tình trạng nó bị giật cho người già trẻ em đôi khi chẳng may là nghịch chạm mà. Đấy, đây là dây nguồn nhá, cắm trực tiếp điện 220 là sạc. Con này hàng của Thái. Ổ thì chống va đập chống cháy nhá. Đó đây các bác nhìn này. Đó, chân lẫy đồng sáng choang luôn. Giá thì con này thì cũng bao rẻ luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U3 nhá. Đấy, ổ điện U3 này. U3. Con này thì bên em đang bán với giá sẽ là 50.000 thôi, 50k nhá, cũng đang giảm giá xả kho luôn đấy. Giá tốt nhất thị trường luôn đấy. U3 nhá. Giá đang bán là 50.000, còn cái dây sạc 3 đầu thì đang bán với giá là 40.000, thì các bác có thể mua kèm cái combo này về mình xài luôn nhá. Tại vì nó có cái cổng USB này, về các bác cắm vô đây. Cắm đây là các bác có thể là sạc luôn cho các thiết bị sử dụng này. Đó, cắm đây các bác sạc luôn này. Dây sạc 40, còn cái ổ điện U3 nhá, ổ điện U3. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ổ điện U3 giá sẽ 50.000, còn là dây sạc là 40.000 nhá. Đấy thì các bác có thể mua lẻ hoặc mua theo cả combo về mình xài luôn được. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng áo mưa choàng, áo mưa của Honda nhá, áo mưa của Honda. Đấy, hàng này đó là hàng tặng của hãng Honda. Thì nó là còn dư ít thanh lý tồn kho thì em cũng ôm lô luôn. Đấy thì em báo giá luôn cho bác một mức giá còn là rất là dễ mua luôn đấy. Lên mã em sẽ là cái áo mưa Honda nhá, áo mưa Honda này, áo mưa Honda giá của nó sẽ là đi 30.000 một triệu nhá, 30.000 một triệu. Nó là dòng áo mưa choàng ạ. Đây nhá, các bác cùng xem sản phẩm này. Đấy, đây cái này là người mẫu mặc lên này, đó rất ok luôn nhá. Đấy, nó là dòng áo mưa choàng, đằng trước đằng sau xẻ tà hai bên các bác nhá, xẻ tà hai bên, mặc rất là vừa vặn luôn, kín ok. Đấy, các bác dùng lái xe lái cộ nhỏ gọn tiện lợi mà nó dễ sử dụng nhá. Mình mua con này về mình vứt trong cúp xe rồi, phòng khi ví dụ trời nó mưa bất chợt là có cái là xài luôn rất ok. Hoặc mua về
cho các cháu nó bé nhà mình đi học cũng ok luôn. Đó là dạng dạng size freestyle, người lớn trẻ em mặc hết luôn nhá. Áo mưa Honda đấy, 30.000 một chiếc nhá, hàng của hãng của Honda luôn đấy, xịn chất lượng lắm, giày dẫn chắc chắn, dùng ok mà giá hạt rẻ, chỉ có 30.000 thôi. Nên mã sẽ là áo mưa của Honda nhá, 30k một chiếc nhá. Ở đây em còn ít cái này là cái phích chuyển từ dẹt qua tròn này đấy, để về các bác cắm những thiết bị điện, sử dụng cái phích cắm Nhật ấy, là người ta hay dùng cái chân dẹt, mà bây giờ đôi khi là chân Việt Nam hay dùng là chân tròn nên là rất là khó cắm, thì các bác mua con này về để các bác cắm rồi này. Đó, nó là chuyển là từ dẹt này, từ dẹt qua là tròn nhá, từ dẹt qua tròn đấy. Cái này các bác cắm ở Việt Nam, còn cái chân này các bác dùng để cắm những phích điện Nhật vào đây rất ok. Đó, hàng của Japan luôn nhá, đây Japan này, đây đâu Japan đó, 6A 250V, rất ok luôn. Cái này thì em đang xả nhanh bán nhanh bán luôn, lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái phích chuyển từ dẹt qua tròn nhá, giá đang bán là 5k một cái. Đấy, 5k một cái nhá, 5.000 một cái thôi đó, cứ 5.000 một cái này nhá, 5.000 một phích nhá, 5.000 một phích nhá, chuyển từ dẹt qua tròn 5.000 một phích nhá. Đó, tiếp theo thì ở đây em còn một cái con đèn, cái con này là cái con đèn ba bóng này, lên mã cho cái con đèn ba bóng nhá, em cũng lên mã xả kho bán nhanh bán luôn. Đấy, đèn ba bóng, con này thì hàng vẫn mới nguyên hộp nhá. Đó, bộ sản phẩm thì sẽ gồm có cho bác là một cái cây đèn này, một cây đèn ba bóng nha, đi kèm cho bác luôn là hai cái viên pin. Con này nó sử dụng pin 18650 và dùng sẽ là dùng pin rời nên là các bác rất là dễ dàng thay thế và sử dụng này, và đi kèm cho bác là một cái cục sạc này nữa. Đó thì rất là dễ dàng dùng thôi, các bác lắp vào. Đấy, lắp vào đằng sau này, pin lắp đằng sau nhá, lắp đằng sau đó, lắp cho em đúng chiều âm âm dương dương nhá, các nhá. Đấy, lắp đúng chiều nhá. Đấy, lắp đúng chiều, sau đó các bác lại đóng cái lắp này vào và các bác bật đèn lên là xài thôi. Đây, phần trên nút trên đầu là bật đèn này. Đấy, một đèn là hai đèn này, ba đèn này. Đấy, các chế độ sáng nhá, một này, hai này, ba này. Đấy, cả chế độ nháy cảnh báo LED này. Con này cực kỳ sáng luôn nhá, sáng phết đấy. Đó, đây, một đèn này, hai đèn này, ba đèn này, có thấy không? Ba đèn rất sáng luôn nhá. Có cả chế độ chiếu xa rồi để chiếu ánh sáng rộng để các bác xài luôn. Con này thiết kế cũng rất là hay, là nó thiết kế theo dạng là đằng trước đằng sau cân đối với nhau. Đó, đằng trước đây nhá, và đằng sau đây nó sẽ cân đối, khi mà các bác đội theo cái kiểu này thì cái đầu của bác nó rất là cân bằng. Đấy, nó không bị chúi đằng nào tận quá nhá. Đấy, nó không bị chúi đằng trước nhiều quá, không chúi sau nhiều quá, vì hai bên nó thiết kế rất là thông minh. Và phần dây đeo nó này, dây đeo co giãn 4 chiều, đeo rất là êm đầu phần đằng trước nhá. Đằng trước nó ốp vào cái phần chán của bác này. Đấy, thấy không? Nó làm rất là to luôn, chắc chắn, chất lượng. Đó, con này thì nó sử dụng pin 18650, pin rời nên là các bác rất là dễ dàng thay thế và tháo lắp và có thể là mua thêm về mình thay. Con này thì nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm cái pin này thì hiện tại em đang bán một cái viên pin này với giá sẽ là 20.000 một viên này. 20.000 một viên, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm cái pin 18650 nhá thì là 20.000 một viên. Đấy, các bác có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong máy thì nó đã có sẵn pin hết rồi nhá. Đấy, sẵn trong máy nó có pin hết rồi. Đó, thì một cái bộ sản phẩm này thì em báo giá luôn nhá. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái đèn ba bóng nhá, đèn đội đầu ba bóng, đèn đội đầu ba bóng nhá, dùng để đội đầu ba bóng nhá, đi kèm cho bác là cả sạc luôn. Thì đây, về các bác ở phần thân cái đèn nó có cái chân sạc, các bác cắm vô đây, cắm vào đây. Đấy là các bác sạc cho đèn, nó còn báo cả đèn luôn này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 để các bác sạc cho đèn nhá. Đó, đèn ba bóng nhá. Hôm nay em còn một con duy nhất em lên mã xả kho luôn các bác nhá. Đấy, bữa trước đang con này đang bán là 140.000, hôm nay lên mã xả kho bác luôn, chỉ còn có 120k thôi, 120k. Lên mã em sẽ là cái đèn đội đầu ba bóng này, đèn đội đầu nhá, ba bóng. Đó, giá sẽ là 120.000 một chiếc nhá, 120.000 một chiếc đang xả kho. Bác nào vào việc chốt nhanh luôn này, 120k nhá. Vào việc chốt luôn. Đấy, dùng rất ok luôn ạ. Sử dụng pin 18650 nó không, đi kèm đầy đủ cả pin cả sạc, về là các bác chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. 120k nhá, chốt nhanh, vào việc, số lượng chỉ còn một cây duy nhất thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc pin tiểu này, nên em sẽ lấy cái bộ sạc pin tiểu nhá. Bộ này để về chuyên bác dùng để các bác xài cái pin sạc rất là hay. Bây giờ là các bác nên dùng cái bộ này, mà hồi xưa là không có thì các bác cứ phải hay phải đi mua, rồi là ví dụ như đồng hồ các thứ là hết pin là dùng xong một lần là cứ bỏ nó phí đi. Đấy, thì đôi khi là thứ nhất là nó hủy hoại môi trường nhá. Đấy, thải pin thứ ra nó rất là hủy hoại môi trường. Thì rồi là nó tốn kém nữa, thì các bác mua ngay cho em cái bộ này. Bộ này sẽ gồm có là một đốc sạc, đi kèm cho em là 4 viên pin nhá. Pin này sẽ là pin 2A và dung lượng pin sẽ là 700mAh và thời lượng điện áp sẽ là 1.2V. Đó, 1.2V. Về các bác ví dụ lắp cho các thiết bị như là điều khiển này, rồi là đồng hồ này. Đấy, rồi là rất là nhiều những thiết bị nó sử dụng pin 2A này, nhiều lắm. Đấy, nói chung là nhiều lắm, nhiều thiết bị, rồi là những cái đồ chơi trẻ em thứ nào bây giờ là hầu như nó toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, nói chung là
cực kỳ nhiều những thiết bị sử dụng cái pin này, và bây giờ các bác mua thì rất là tốn kém. Thứ hai là các bác thải ra môi trường nó rất là hủy hoại môi trường nhé, thì mua ngay trang cái bộ này. Nó là dòng pin sạc và có thể là tái sử dụng được nhiều lần nhé. Đấy, pin sạc và tái sử dụng được nhiều thì đi kèm thì sẽ có là sạc, thì về hết pin các bác lại cho đây các bác sạc, sạc khoảng tầm 1 tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy. Đấy, và em báo giá luôn nhé, lên mã em sẽ cái bộ sạc pin tiểu nhé. Đấy, bộ sạc pin tiểu này, sạc pin tiểu này đó, sạc pin tiểu nhá. Giá đang bán một bộ này với giá sẽ là 70.000, một 70.000 bộ nhá, bao gồm là một đốc sạc đi kèm nó là 40 pin luôn. Đấy, một đốc sạc đi kèm nó 40 pin, giá sẽ là 70k một cái bộ này luôn nhá, 70k một bộ, giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, giúp các bác bảo vệ môi trường này, rồi là tiết kiệm rất là nhiều tiền luôn. Bình thường là các bác mua cũng phải 2.000 3.000 một viên rồi. Đấy, có những cái loại pin đắt đó 5.000 10.000 15.000 một viên luôn. Đấy, nhưng bên em bán một cái bộ này chỉ có 70k, mua một bộ này về các bác xài được rất là nhiều lần. Nó như kiểu là dạng pin pin điện thoại nhá, thì hết pin này các bác cứ lại lôi ra các bác sạc thôi, sạc xong đầy lại lôi vào lại dùng có thế thôi. Đấy, hết pin lại lôi ra sạc, sạc đầy pin lại lôi vào dùng có thế thôi, rất là dễ hiểu nguyên lý hoạt động của nó như thế. Đấy, và giá một cái bộ này sẽ là 70.000 bộ, bao gồm là cả sạc và cả pin luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k một bộ. Sản phẩm tiếp theo em lên cũng lên mã xả kho luôn bác, đó là cái dây cọ lưng này. Đấy, dây này bữa trước thì đang bán là 30.000 dây, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh lắm bác luôn, chỉ có là đi 20k một dây thôi. Đấy, 20k một dây nhá, dây cọ lưng nhá, dây cọ lưng kỳ lưng đó, rất là tiện các bác về. Các bác đôi khi là kỳ lưng cọ lưng là cứ phải nhờ hoặc là rất là khó dùng, thì các bác mua ngay cho em cái dây này về. Đấy, cầm hai tay các bác bắt đằng sau lưng, các bác cầm các bác giật này, kéo đi kéo lại cho em rất ok. Ở đây thì nó có chứa những cái gai này. Đấy, nhìn thấy gai silicone chưa, vừa kỳ cọ lưng sạch sẽ vừa massage rất ok luôn. Đấy, đây các nhìn thấy phần gai nhá, sờ rất là thích này, nó các bác kỳ lưng rất là thích luôn nhá, vừa kỳ cọ lưng sạch lưng vừa massage lưng. Đấy, giúp cơ thể thư giãn thoải mái này. Đấy, rất ok nhá. Một cái dây cọ lưng này thì em đang xả kho bán nhanh chỉ có 20.000 thôi các nhá, 20k thôi, giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, nói chung là giá cực kỳ tốt so với giá thị trường luôn đấy, 20k nhá. Lên mã em sẽ cái dây cọ lưng nhá, 20.000 một dây nhá, 20.000 dây. Đây, ở đây nó có hai cái tay này, các bác kéo đi kéo lại ok này, 20k. Ngoài con này, ngoài chức năng cọ lưng cọ lưng kỳ lưng thì các bác có thể là dùng cọ được nhiều, rất nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể nhá, dùng hay lắm. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây đó, đấy, về các bác sử dụng đấy, bơm một ít sữa tắm thứ vào, các bác kỳ cọ lưng thứ này ngon này thì nào luôn nhá. Đấy, kỳ chân kỳ tay các kiểu luôn. Đấy, dùng xong là các bác phụt nước cái, phụt qua nước cái nó trôi sạch đi là xong, sạch sẽ ok luôn. Đó, đây 20k một cái dây nhá, 20k cho một cái dây kỳ cọ lưng này, 20k một dây. Sản phẩm thảm lau chân bên shop hàng tiếp tục về nhá. Đấy, nó về cái lô này rất là nhiều mẫu mã đẹp này. Đấy, cực kỳ nhiều mẫu mã đẹp luôn. Đó, rất nhiều mẫu mã đẹp cũng như là chất lượng nhá. Hàng mới đem thì nó là hàng loại 1, hàng loại dày, không như thị trường đang bán những cái hàng hàng loại mỏng lắm nhá. Hàng hàng loại dày cho bác luôn. Hàng loại dày có nhìn này, hàng dày cộp nhá. Bên trên thì nó là lớp nỉ trần. Đấy, nỉ trần bông cực kỳ thấm hút nước nhá và rất là sạch. Bên dưới thì sẽ là một cái phần trần cao su silicone. Đấy, để các bác có thể để trên phần mặt kính nhá, mặt đá hoa mà không lo nó trơn trượt nhá. Đấy, con này thì kích thước thì em báo luôn. Kích thước thì cái thảm này sẽ là đi 40 x 60. Đấy, 40 nhân với lại 60 này. Nhân với 60. Và giá của nó thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là đi 50k nhá, 50k. Lên mã em sẽ là thảm lau chân. Đấy, thảm lau chân nhá. Đấy, thảm lau chân này. 50k một chiếc nhá, 50.000 một chiếc. 40 nhân với 60 là kích thước nhá. Còn giá của nó sẽ là 50.000 một chiếc nhá, 50.000 một chiếc. Kích thước 40 x 60 thì khá là to rồi, về các bác để trên cước cửa nhà mình. Đấy, cực kỳ đẹp nhá, sang trọng lịch sự đó, có khách khứa vào có cái để cái lau chân sạch sẽ. Nhà cửa mà thứ hai nhìn nó đẹp, nhìn nó sang trọng lịch sự nhá. Đó, rất là chất luôn. Nói chung là cực kỳ nhiều mẫu mã. Bên em sẽ bốc cho bác các màu, các mẫu ngẫu nhiên nhá, các màu có mẫu ngẫu nhiên. Đấy, và nói chung là toàn những mẫu đẹp thôi. Và hàng chất, hàng giá tốt luôn. 50k nhá, thảm lau chân. Đấy, kích thước là 40 x 60 nhá. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đệm ghế silicone này. Lên em sẽ là cái đệm ghế silicone nhá. Cái này dùng hay lắm. Mua về các bác giải ghế cho mình, hoặc là các bác nào đang làm văn phòng rồi là đi lái ô tô thứ rồi, các bác muốn một cái đệm ghế ngồi cho nó êm, thứ nhất là ngồi nó êm mà thứ hai ngồi đặc biệt là nó thoáng. Và con này thiết kế nó dạng tổ ong này, tổ ong rất là nhiều lỗ nhá, ngồi cực kỳ thoáng luôn. Đấy, ngồi rất là thoáng nhá, dạng silicon nên các bác yên tâm là ngồi ngồi thoải mái chứ, ngồi xuyên ngày xuyên đêm mà không lo nó bị lún hoặc nó biến dạng đâu. Đây này, các bác nhìn này, em vặn này thả ra cái này nó lại về bình thường. Đấy, rất là hay, cái này bán cực kỳ nhiều rồi, giá thì đang gửi bác một mức giá rất tốt.
lên mã em sẽ là cái đệm ghế silicone nhá. Bên em đang bán cái đệm ghế này với giá sẽ là đi 90k đấy, đệm ghế nhá, đệm ghế silicone, đệm ghế silicone này giá đang bán là 90.000 một chiếc nhá, 90.000 chiếc. Kích thước của nó thì em bữa trước em đang đo của nó là đi 35 x 30 các bạn, 35 x 30. Nói chung là cái kích thước nó vừa đủ đấy các bác, để vào cái ghế nhà mình ngồi, hoặc là vừa với lại một cái mông của một người bình thường là ngồi đấy, hoặc là cái mông bác nào béo khoảng tầm 80-90 cân, mông to ngồi thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, ngồi cực kỳ êm, và đi kèm đó là một cái bọc nhà, bọc bên ngoài thì các bác có thể là bỏ ra các bác ngồi và các bác bọc cái này vào được. Ok, ra tùy nhu cầu của các dùng nhá. Còn con này dùng ok lắm. Đấy, 90k một cái nhá, đệm ghế silicone. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là bắt mắt. Bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone, hèn gì mà thấy nó mềm mềm dẻo dẻo, sờ rất là thích, mát lạnh luôn. Cấu trúc tổ ong nên thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha, ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên để như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn, phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè, ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào nó sướng gì đâu ấy, êm ái rất là thích. Tôi được tự ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy nên khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cột sống, chống thoát vị đĩa đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo, gò, ném hay đè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nha. Vì vậy đệm rất là dễ cuộn nhỏ mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đấy, thực tế về sản phẩm cái đệm ghế nhá, 90k một chiếc nhá, 90.000 cho một cái đệm ghế silicone này, không lo biến dạng mà ngồi rất êm thoáng đít này. Đó, rất là nhiều những cái lỗ đó, khi mà các bác ngồi nó phân tán lực rất là tốt luôn nhá. 90k đệm ghế silicone nhá, kích thước là 35 x 30. Tiếp theo lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bát sen quạt này. Còn các bác mua cái này, bộ này về dùng hay lắm. Đấy, bát sen quạt nhá, bộ này thì sẽ bao gồm là một cái bát sen đi kèm nó là cả dây luôn, dây sẽ là dây inox nhá, dây chống cọp chống rối. Còn bát sen này bằng nhựa nhá, bát sen bằng nhựa. Đấy, như AMS cao cấp, dùng con này thì quá bền, cái này sản phẩm nha đang dùng một tầm 2 năm nay thì dùng quá ok. Đấy thì về các bác kết nối vào, sau đó là các bác đấu chi tiết nguồn 220, dây của nó sẽ là dây lõ đồng luôn nhé. Đấy, dây lõ đồng này. Đấy, nước ra cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và có cái chế độ là tăng giảm áp cũng như là nút bật tắt nguồn. Đấy, tắt bật tắt nguồn ở trên cái phần thân này nhá. Giờ em sẽ test bác xem luôn này, trước khi đi test này em báo giá luôn, bộ này em đang bán giá sẽ là 100.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ bát sen quạt nhá. Đấy, bát sen quạt đang bán nhanh xả kho bác luôn. Đấy, 100.000 bộ thôi. Đấy, bát sen quạt này. Bát sen quạt bao gồm là cả dây nhá, cả dây luôn là 100.000 một bộ nhá, 100.000 một bộ thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng. Đây, một bộ là 100k. Đấy là cứ bao gồm là cả dây cả bát này là 100.000 một bộ nhá. Đây nhá, bộ này em đang xài nhá. Và cái con này thao tác mở rất là hay, là trên tay cầm nó có sẵn luôn nhá. Các bác chỉ ấn cái này ra ngay nhá. Ấn cái này ra ngay rất tiện dụng này. Ấn cái ra ngoài nước ra cực kỳ khỏe luôn nhá. Các bác nhìn tia nước này ra rất khỏe luôn, và nó theo cái dạng cái tia nước chéo này, nên khi mà các bác dùng ấy là nó vừa có thể là massage, vừa massage cơ thể, vừa giúp các bác cái đường nước ra nó sẽ khỏe hơn. Đấy, nước ra rất là khỏe, rất là mạnh này. Đó, thấy không? Đấy, con này tắm thoải mái, cái này anh em là không có tăng áp nhé, không tí tăng áp luôn, nước từ tầng 2 cho tôi, không có tăng áp tôi nhất gì mà dùng rất là khỏe nha. Đấy, dây giết con này luôn nhá, và có phần chỉnh áp này. Các bác muốn giảm đi các bác vặn lên, và các bác muốn tăng lên các bác bật nó lên. Đấy, ấn nó xuống này tặng để tăng lên. Đấy, giảm nó xuống này rồi là tăng lên này, rất ok. Và một cái nút nữa là cái nút bật tắt này, các bác có thể thao tác là bật tắt luôn ở trên cái bát sen này, không cần phải thò tay cho các bác gạt vào cái khóa nữa, bật tắt luôn ở trên cái bát sen này luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, nước ra rất khỏe, rất đều. 100.000 một bộ này có nhá, 100.000 một bộ. Bộ dao 6 món của thương hiệu Asaka, hàng bên shop tiếp tục về phụ bác nhé. Lên mã em sẽ là cái bộ dao 6 món của Asaka Japan này. Bộ này thì hàng vẫn nguyên hộp nhé, các bác mua về sử dụng dùng ok luôn. Đấy, dùng nhà bếp có thứ cho em quá ok. Đấy, lọc thái các kiểu luôn nhé, xịn chất lượng. Đây, hàng nguyên trong một này, đóng gói rất kỹ càng nhé. Bộ này thì sẽ gồm có là đầu tiên là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ. Đấy, để về các bác để dao dựa thứ vào đây cho em ok, dắt vào đấy cho nó gọn gàng, không bị bừa bãi nhé. Và đây là cái dao đựng trong hộp này, đóng gói rất kỹ nhé. Đấy, em sẽ đập hộp mục sở thị bác xem luôn này. Đó, đây là dao nhá, dao bên trong.
bên trong này sẽ gồm có đầu tiên các bác là một cái cây liếc mài này, đấy thì về giao giữa các bác nhụt là các bác lấy cái này các bác liếc qua các bác mài này, đó mài nha, liếc mài này. Rồi là một cái cây kéo để các bác cắt đồ ăn, rau củ quả thịt thà cho em ok luôn, đấy kéo khá sắc bén nhá. Và tiếp theo nữa là một cái cây con dao chuyên để lọc và thái này, con này chuyên lọc thái, đấy, hàng của Asaka Japan này, Asaka Japan chuyên lọc thái nhá, chuyên lọc thái rất ok luôn. Rồi một cái con nữa đó là cái con dao thái bản to nhá, con này thì chuyên để các bác thái rồi là các bác băm biếc các thứ thôi, đấy, băm chặt nhẹ đâu dùng con này ok, thái rồi băm chặt nhẹ, thái bản to, đấy, nhiều bác thái thịt bò là rất là dùng, rất là thích dùng những cái con thái bản to này, thái nó dễ thái này. Rồi là một con chuyên để chặt nhá, con này thì chuyên các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương các thứ cho em ok luôn. Đấy, hàng Asaka Japan, hàng vẫn mới keng trong hộp nhá. Đây một bộ sản phẩm đây, full combo đây, giá thì siêu siêu tốt luôn, chỉ có 150.000 bộ nhá. Bao gồm là một cái giá đỡ nhá, là một món này, một cái liếc mài hai món này, một cái kéo là ba này, một cái con dao lọc thái là bốn này, một cái con dao thái bản to 5 này và một con dao chặt nữa là 6 này, full combo cái bộ sản phẩm này. Em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ dao 6 món của thương hiệu Asaka Japan. Hàng vẫn còn mới nguyên trong hộp này. Đấy, Asaka Japan nhá. Giá của nó thì sẽ là đi 150.000 bộ nhá. Bộ dao 6 món. Bộ dao 6 món nhá. 150k bộ này. Đấy, 150k bộ này. Đó, giá rất tốt mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, nói chung là chất lượng. Về các bác mở cái giá đỡ này ra các bác cắm vào là dùng thôi. Đấy. 150k bộ nhá, bộ dao 6 món của Asaka Japan. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con nồi bí ngô. Đấy, về các bác sử dụng nấu đa năng cho em nhá. Đặc biệt là các bác nấu áp suất, con này nấu áp suất ok luôn. Đấy. Nồi thì dung tích sẽ là 8 lít luôn, cực kỳ to. Đấy, luộc gà, luộc vịt lên cho em thoải mái. Hoặc bác nào thích cái sự to tát, rộng rãi thoải mái thì mua cho em nồi này. Và là cái hay của cái con nồi này là nó có thể là sử dụng được cho em các loại, ví dụ như là bếp từ, bếp ga, bếp rơm, bếp củi rồi là các loại bếp luôn. Bất chấp hết các loại luôn nhá. Bếp nào cũng dùng được, không kén bếp cũng nhá, không kén bếp đâu, dùng được hết. Đó, đây. Sẽ mở ra bác xem một chiếc nhá. Hàng mới keng luôn. Đấy. Con này thì nó còn có cả phần mặt kính này, nên là các bác sử dụng là theo dõi đồ ăn các thứ cho em thoải mái, nó có phần gioăng cao su đây. Đấy, gioăng cao su để khi mà các bác nấu áp suất ok luôn nhá, nấu cả áp suất luôn. Bên trong phụ kiện thì về các bác lắp đặt vào nhá. Đây là cái phần núm này, để về các lắp đây. Rồi là cái phần van xả này, lắp vào đây cho em. Rồi là bên trong này nữa thì bên trong nữa là những cái phụ kiện của cái quai. Đấy, quai kia các thứ đi kèm. Đấy thì bên trong nó có hết nhá, thì về các bác cứ lắp đặt vào thôi. Lắp đặt thì các bác lắp đúng ở trên hình này các bác đang coi này. Đấy, lắp đúng trên cái hình này là xong. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Dùng ok luôn. Dung tích 8 lít nhá. Các bác hầm con gà, con vịt, chân giò trước đây cho em thoải mái luôn. Cực kỳ to. Đấy, và bên trong lòng nồi này có tráng một lớp tráng đá một lớp chống dính nhá, cực kỳ ngon. Đấy, chống dính thoải mái, nồi cực kỳ dày, cầm nặng trịch luôn nhá. Đấy, sử dụng cho em bếp từ, bếp ga các thứ cho em thoải mái luôn nhá, không lo không kén bếp, không kén bếp đó thì em báo giá luôn nhá. Sản phẩm này hiện tại em đang gửi bác một mức giá rất là tốt, chỉ có 170.000 thôi. Đây mã sẽ là phẩm là cái nồi bí ngô. Đấy, nồi bí ngô nhá, nồi bí ngô này giá đang bán là 170k một đồ bí ngô này. Dung tích sẽ là 8 lít nhá, và đường kính nồi sẽ là 28 cm, và có thể sử dụng cho em được bếp ga, bếp từ cho em thoải mái nhá. 170k. Đấy, 170.000 một chiếc nồi bí ngô nhá. Dung tích 8 lít to tát. Cái này các bác luộc gà, luộc vịt về cho em thoải mái. Con gà, con vịt 4-5 cân luộc thoải mái luôn, to lắm. 8 lít cơ mà. Đấy, 8 lít có biết nó to nào, to kinh khủng luôn đấy. Đó. 170k nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái quyển sách nói dành cho trẻ em này. Đấy, lên mã em cho cái quyển sách nói nhá. Cái này thì phát triển trí tuệ cho con trẻ là trả thị tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động hứng thú này, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhá. Hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Đấy, bảng nhận biết chữ cái hai loại ngôn ngữ nhá. Cái này nó sẽ có tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Rồi là kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng và thực phẩm này, nhận biết màu sắc, hình học này, cũng như là thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm cái nút ở trên mỗi trang có thể thưởng thức nội dung bất kỳ của trang đó nhé. Bảng nhận biết chữ và âm nọc, tiêu chuẩn của hai loại ngôn ngữ, kiến thức toán học, tên gọi tiêu chuẩn và đồ dùng hàng ngày. Đấy, qua bấm nút chọn có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung nhé. Đấy, cái này là chứa hơn 300 nội dung cơ, rất là nhiều, cũng như là phong phú đa dạng, và đặc biệt là cái con này nó có cả hình cũng như là cả âm thanh. Đấy, nên là rất là sống động nhá. Thì về dùng rất là dễ, các bác bảo cho em cái lắp ra, sau đó là lắp cho em ba pin tiểu với pin nhỏ vào. Đấy, lắp cho em ba pin đây. Đấy, lắp ba pin đi nhá. Đấy, lắp ba cái pin pin nhỏ nhỏ pin pin ba nhá, lắp đây. Đấy,
sau khi mà các bác lắp vào thì lắp đúng cực cho em, và các bác mở ra, mở ra là các bác dùng thôi. Đó, đầu tiên trang đầu tiên em hướng dẫn các bác luôn trang đầu tiên này. Đấy, mở ra trang đầu tiên nó sẽ có các chữ cá a ở các thứ à. Thì các bác bấm cho em cái nút màu cam này. Đó. Bé ơi, chào bé, hãy thử vấn nút nhé. Đấy, nó sẽ kêu nhá, và bắt đầu là các bác bấm này. Ví dụ như là các bác muốn dùng cái trang đấy thì các bác bấm cho nút màu xanh nhá. Đấy, và nó bắt đầu cái trang là dùng được này. A đấy. Quả na á cái khăn. Đó, nó sẽ vừa hiển thị cả chữ này cũng như là âm thanh này, rồi là cả cái ví dụ như là quả lê, nó sẽ có hình quả lê lên luôn. Đấy, nói chung là đầy đủ. À, đây sau này thì nếu mà các bác muốn sang trang ấy, thì các bác ấn bình thường nhá, đây nó vẫn thì bình thường là vẫn đang ở trang cũ nhá. Các bác muốn chuyển sang trang mới thì ấn cho em nút màu xanh đấy, thì bắt đầu là phải chuyển sang trang, tức là mỗi lần các bác muốn chuyển trang thì lại phải ấn cho nút màu xanh thì là nó phải chuyển trang nhá. Còn các bác mà không ấn là nó không chuyển trang ở đâu, nhớ cho em là chuyển trang là phải ấn cái nút màu xanh ở bên hông này là nó phải chuyển trang nhá. Còn các bác để nguyên như thế là nó vẫn ở cái trang cũ nên nó không chuyển đâu. Đấy, không chuyển đâu nhá. Đây, đó, rất ok nhá, rất là hay luôn, sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng, rất là nhiều những cái nội dung từ tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ luôn nhá, rồi là những cái vật thể hiện tượng trên cuộc sống của mình để giúp các bé là tiếp thu được nhiều những cái kiến thức hơn nhá. Đấy, từ âm thanh này đấy, giúp qua kích thích não này, tai nghe rõ hơn này, rồi là hình ảnh này giúp mắt các bé này mình phản xạ tốt hơn nhé. Nói chung là sản phẩm mình dùng ok mà chất lượng, giá thành hạt rẻ nữa. Anh em đang bán một cái quyển sách nói này, giá chỉ có 110.000 thôi nhá. Lên mãi sẽ là cái quyển sách nói dành cho trẻ em. Đấy, sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá. Giá đang bán một cái quyển này với giá sẽ là 110.000 một quyển, 110k. Đấy, sách nói nhá, 110.000 một quyển nhá. 110.000 một quyển dùng cực kỳ là chất lượng luôn. Đó, 110k nhá. Đầy đủ các nội dung bên trong luôn nhá. Rồi là các thứ các kiểu luôn, 110k nhá. Về là các bác dùng nhớ cho em là bấm nút này là nút màu cam, nút trên góc to ấy là nút bật tắt nguồn, còn cái nút xanh đó là cái nút bật của trang nhá, bật của trang. Đấy thì các bác về các bác dùng có thế thôi, lắp pin vào là xài nhá. Nhớ lắp pin vào xài. Hàng này thì em nói luôn, hàng bên em không bán kèm pin đâu. Chỉ có bán nguyên sách thôi, không bán kèm pin đâu nhá. Thì pin thì các bác tự mua. Đấy, vì giá nó rất là rẻ rồi, vì không có giá này không có kèm pin đâu nhá. Chỉ nguyên sách này thôi là 110.000 một quyển.